thể hiện ở dạng nói, và khi nào thì ngôn ngữ viết lại được thể hiện ở dạng nói thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay. Chúng ta sẽ tìm hiểu và phân biệt giữa ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết nhá. À rồi đây, ở đây chị có một bảng để chúng ta có thể so sánh giữa ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết. Chị có những tiêu chí như sau, tiêu chí để so sánh. Đầu tiên là phương tiện được sử dụng để thể hiện ngôn ngữ. Thứ hai là phương tiện hỗ trợ tình huống giao tiếp và yếu tố ngôn ngữ. Đầu tiên cho chị biết ở dạng bình thường cơ bản, ngôn ngữ nói sẽ được thể hiện thông qua cái phương tiện là gì? Nó sẽ là phương tiện chữ viết hay là phương tiện âm thanh? Ừ, đúng rồi, giống như khi chị và em đang nói chuyện với nhau đúng không? Thì chúng ta đang sử dụng cái ngôn ngữ nói và chúng ta sử dụng cái phương tiện là âm thanh để đối phương có thể nghe và hiểu được. Thì cái phương tiện đây chính là âm thanh. Được chưa? Thế còn ngôn ngữ viết thì sao? Chữ viết, chính xác. Đấy, chúng ta thấy cái phương tiện sử dụng để truyền tải cái ngôn ngữ nó đã khác nhau rồi, đúng không? Tiếp theo là phương tiện hỗ trợ. Nào, phương tiện hỗ trợ cho ngôn ngữ nói của chúng ta. Khi mà em tưởng tượng nhé, khi mà em nói, đúng không? Thì sẽ có người nghe, đúng chưa? Vậy thì làm sao để người nghe có thể hiểu được những nội dung mà em nói? Ngoài việc em sử dụng âm thanh ra, em còn sử dụng những cái phương tiện nào để hỗ trợ? Đúng rồi, cử chỉ gì nữa? Đúng rồi, ánh mắt, đúng không? Đấy, điệu bộ, đúng không ạ? Vân vân, có rất nhiều những phương tiện để hỗ trợ cho chúng ta, để chúng ta thể hiện được cái nội dung mà chúng ta muốn nói. Có thể là ngữ liệu này, ánh mắt này, cử chỉ này, điệu bộ, nét mặt, đúng không ạ? Chúng ta không chỉ thể hiện nội dung mà chúng ta còn thể hiện trong đó cái cảm xúc. Vậy còn ngôn ngữ viết thì sao? Nào, chúng ta có phương tiện gì để hỗ trợ? Chúng ta có thể sử dụng ngữ liệu, nét mặt, ánh mắt để hỗ trợ cho ngôn ngữ viết không? Không, đúng không? Vậy thì cái phương tiện hỗ trợ cho ngôn ngữ viết đây, theo em, nó sẽ là gì? Bút. Nào nhá. Cảm xúc nó được thể hiện ở đâu? Làm sao để chúng ta thể hiện cảm xúc qua ngôn ngữ viết? Ví dụ em muốn đặt ra câu hỏi, đúng không ạ? Bằng ngôn ngữ viết em muốn đặt ra câu hỏi cho người đọc thì em sẽ sử dụng những cái phương tiện hỗ trợ gì để người đọc hiểu được đấy là câu hỏi của em? Dấu hiệu của một câu hỏi. Nào, dấu hiệu hình thức của một câu hỏi là gì nhỉ? Mình viết ra. Đúng rồi, khi mình viết ra ấy, làm sao để người đọc có thể hiểu đấy là câu hỏi? Dấu câu. Đúng rồi, đó chính là dấu câu, đúng không ạ? Nó sẽ là những cái dấu câu hoặc là hình ảnh minh họa hay là sơ đồ bảng biểu. Nếu chúng ta muốn thể hiện cảm xúc thì chúng ta thường sử dụng dấu gì nhỉ? Dấu chấm than, đúng không? Câu cảm đấy, câu cảm thán đấy. Còn nếu chúng ta muốn hỏi thì chúng ta thường sử dụng dấu gì? Chấm hỏi. Còn khi mà chúng ta muốn kể bình thường, thông thường, chấm. Dấu chấm thôi, đúng không? Rồi thì bên cạnh đấy thì chúng ta cũng có thể sử dụng những cái hình ảnh minh họa cho cái bài viết của mình. Chúng em lưu ý cho chị nhá, bài viết, ngôn ngữ viết không chỉ được thể hiện bằng không chỉ sử dụng bút đâu, mà khi chúng ta đánh máy ra một cái văn bản thì đó cũng chính là một ngôn ngữ viết, đúng không? Chứ không phải chúng ta cứ dùng bút viết lên giấy thì đấy mới là ngôn ngữ viết, mà chúng ta có thể đánh máy bằng văn bản vân vân đều được coi là ngôn ngữ viết. Vậy thì cái phương tiện hỗ trợ ở đây có thể là dấu câu này, hình ảnh minh họa hay là sơ đồ bảng biểu, đúng không ạ? Đó, nắm được cho chị nhá. Thế còn cái tình huống giao tiếp của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết thì sao? Đúng rồi, chính là cái cuộc trò chuyện ấy. Chính là sự tương tác giữa người nói và người nghe, người viết và người đọc. Đấy, thì em thấy ở ngôn ngữ nói thì cái tình huống giao tiếp này sẽ là giao tiếp trực tiếp hay là giao tiếp gián tiếp ạ? À, trực tiếp, đúng không? Thường sẽ là giao tiếp trực tiếp và có người nói và có người nghe. Hai người này thì làm sao đấy? Luân phiên cho nhau. Giống như chị và em ấy, đúng không?
ta đang nói chuyện luân phiên nhau ấy, chị nói thì em nghe, em nói thì chị nghe và chị phản hồi lại, đúng không? Thì đấy chính là giao tiếp trực tiếp nhá, có người nói và người nghe luân phiên nhau. Thế còn ngôn ngữ viết thì sao ạ? À, viết thư. Rồi, chị hiểu. Em thừa viết thư thì sao? Em cứ nói tiếp đi xong rồi chị sẽ... Các loại viết rồi. Đúng rồi, khi mà em viết một bài viết, em tưởng tượng nhé, khi mà em viết một bài văn, đúng không? Để nộp cho giáo viên. Đó. Thì cái tình huống giao tiếp ở đây như nào? Có phải là giao tiếp trực tiếp hay không? Hay là giao tiếp gián tiếp? Gián tiếp thôi, đúng không? Tức là khi mà em muốn thể hiện nội dung gì, em sẽ viết ra giấy, được chưa? Sau đó, người chấm là giáo viên, khi mà muốn hiểu được cái điều mà em muốn nói, thì cần phải gì? Đọc cái bài viết của em. Vậy đây là giao tiếp gián tiếp, đúng không ạ? Và người viết và người đọc ấy, thường sẽ không có điều kiện để trao đổi trực tiếp với nhau, sẽ không trao đổi trực tiếp tức thời với nhau, mà phải thông qua một giai đoạn, đúng không ạ? Sẽ bình thường nhá, có bạn thì sẽ hỏi chị là ơ chị ơi, thế ví dụ mà ngồi trong lớp em muốn nói chuyện với bạn, đúng không? Khi mà giáo viên giảng trên lớp em muốn nói chuyện với bạn thì em viết ra giấy đưa cho bạn, sau đó bạn lại viết ra giấy và đưa cho em, thì rõ ràng ở đây em và bạn của em đang giao tiếp trực tiếp với nhau mà, đang phản hồi trực tiếp với nhau mà, tại sao lại thuộc vào tại sao ở đây chị phải xác định đó là tiếp xúc gián tiếp? Thì cái trường hợp đấy chị khẳng định nó không phải là ngôn ngữ viết mà là ngôn ngữ nói, mặc dù là em có viết ra giấy đấy, đúng không? Thế nhưng mà nó lại thuộc ngôn ngữ nói. Vì sao lại như vậy thì một lúc nữa chị sẽ lý giải á, ở phần lưu ý nhá. Ok, thì ngôn ngữ viết ở đây chính là chúng ta tiếp xúc gián tiếp với nhau nhá. Người viết và người nói thường sẽ không thể trao đổi trực tiếp và không thể phản hồi ngay tức khắc như ngôn ngữ nói được. Rồi, còn yếu tố ngôn ngữ của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết có điểm gì khác nhau? Cái yếu tố ngôn ngữ khi mà chúng ta sử dụng ngôn ngữ trong lời nói này và khi chúng ta sử dụng ngôn ngữ trong chữ viết thì nó có gì khác nhau nào? Ngôn ngữ nói thì tự nhiên. À đúng rồi, cái ngôn ngữ rất là tự nhiên. Có gì nữa không? Tự nhiên này. Khi mà em tưởng tượng khi mà em nói chuyện bạn bè nhá, em sử dụng ngôn ngữ tự nhiên, em còn sử dụng những cái kiểu ngôn ngữ như thế nào nữa? Bộc phát từ không biết diễn tả như nào, đúng không? Sử dụng ngôn ngữ tự nhiên này, giản dị dễ hiểu, được chưa? Và gì nữa? Sử dụng những câu ngắn gọn thôi. Thường thì chúng ta sẽ sử dụng rất nhiều những cái câu như là câu đặc biệt hoặc là câu thiếu thành phần. Ví dụ như vừa rồi, lúc nữa chị sẽ chiếu lại cái hình ảnh câu chuyện giữa Doraemon và Chaien. Chúng ta thấy cái ngôn ngữ đấy chính là ngôn ngữ nói, thì cái đặc điểm nó được thể hiện rất rõ ở đấy. Chị sẽ phân tích rõ hơn. Thì cái yếu tố ngôn ngữ trong ngôn ngữ nói thường là ngôn ngữ giản dị này, dễ hiểu này, rồi thường sử dụng những cái câu đặc biệt, câu viết thành phần, đúng không? Câu ngắn gọn thôi. Thường sử dụng khẩu ngữ này, từ ngữ địa phương này, trợ từ hay là thán từ. Ví dụ như ê, tao bảo, a kia rồi đấy, đúng không? Thường sử dụng những cái trợ từ, thán từ như vậy đấy. Còn ngôn ngữ viết thì sao ạ? Theo em? Học thuật. Học thuật hơn này, trang trọng này. Chỉnh chu. Chỉnh chu, đúng không? Chính là cái ngôn ngữ rất là chỉnh chu và được gọn giữa trọn nặng đấy, đúng không? Thì đấy là điểm khác biệt giữa ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết. Cái từ ngữ thì được chọn lọc gọt giũa, sử dụng những cái từ phổ thông nhiều hơn và đặc biệt là sử dụng những cái câu có nhiều thành phần, mở rộng thành phần. Nếu như yếu tố ngôn ngữ của ngôn ngữ nói thường là những câu rút gọn, khi khuyết thành phần chủ ngữ, tao bảo đấy, đúng không? Chúng ta thấy bảo này không có chủ ngữ luôn, đúng không? Thế nhưng mà trong ngôn ngữ viết thì khác, sẽ là những câu mà mở rộng thành phần, thậm chí là đầy đủ trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ, vân vân, đúng không?
Thì đấy chính là cái điểm khác biệt trong yếu tố ngôn ngữ của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết. Ví dụ thì trong ngôn ngữ nói chúng ta thấy ngôn ngữ nói thường được sẽ được thường được sử dụng trong những cái tình huống như nào nhỉ? Trong giao tiếp thông thường, đúng không? Trong các cuộc trò chuyện, giao tiếp hàng ngày. Còn ngôn ngữ viết thì thường được sử dụng trong tình huống nào? Đúng rồi, hoặc là viết thư này, hoặc là những cái bài viết thông thường của chúng ta, bài văn này, đúng không? Vân vân, hoặc là trong sách báo thì thường sử dụng ngôn ngữ viết. Ở đây chính là những cái đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết. Và thông qua cái bảng này, thông qua những cái tiêu chí như vậy thì em cũng có thể phân biệt rất rõ giữa hai ngôn ngữ này rồi, đúng không? Mỗi một cái đặc điểm thì nó đều có sự phân biệt khác nhau rõ ràng ấy. Tuy nhiên ở đây chị muốn lưu ý với em, đó là trong trường hợp ngôn ngữ nói được thể hiện dưới dạng viết và ngôn ngữ viết thì lại được thể hiện dưới dạng nói. Đó, nó lại đấy là trong thực tế chúng ta sử dụng nhé, chúng ta thường gặp phải những cái trường hợp như vậy. Vậy làm sao để nhận diện được những trường hợp như vậy? Thì ở đây chị có những cái hình ảnh như sau. Đó, ở đây em có thể thấy là gì? Ở đoạn đầu tiên, bức tranh đầu tiên ở phía trên ấy, đó là cái cuộc đối thoại giữa những nhân vật nào đây? Em có biết không? Gia đình Doraemon này, Nobita này, đúng không? Mẹ của Nobita và bố, đúng không ạ? À, họ trao đổi với nhau cái ngôn ngữ này. Em thấy cái ngôn ngữ ở đây là gì đây? Theo em đây sẽ là ngôn ngữ nói hay ngôn ngữ viết? Ngôn ngữ nói. Ngôn ngữ nói nhưng lại được thể hiện ở dáng viết. Tại sao em biết rằng đây là ngôn ngữ nói? Có mấy câu như kiểu trời. Đúng rồi. Có mấy câu đặc biệt. Thường sử dụng nhiều câu đặc biệt, câu ngắn rất là ngắn gọn, đúng không? Hay sử dụng những cái từ cảm thán, vân. Thứ hai, hình ảnh thứ hai chỉ có một đoạn chat, một đoạn tin nhắn đấy, đúng không? Cũng có người viết, được chưa? Người đọc, người phản hồi. Theo em đây là ngôn ngữ nói hay ngôn ngữ viết? Đây tiếp tục là ngôn ngữ nói nhưng được thể hiện ở dáng viết, đúng không? Chúng ta thấy cái ngôn ngữ nói được thể hiện ở dạng viết nó cũng được sử dụng một cách rất là rộng rãi, tiêu biểu. Chúng ta có thể thấy như là trong những cái câu chuyện tranh, trong những cái đoạn tin nhắn, được chưa? Vân vân. Hay là như trong sách giới thiệu cho chúng ta có thể thấy ngôn ngữ viết còn được thể hiện ở bản ghi các cuộc phỏng vấn, tọa đàm hay là nói chuyện. Khi chúng ta phỏng vấn này, hay chúng ta có một cái cuộc tọa đàm với nhau ấy, trao đổi với nhau về một vấn đề gì đó, đúng không? Thì sẽ có rất nhiều ý kiến của người nói và người nghe. Những cái ý kiến này được ghi lại vào bản giấy thì thực chất nó vẫn là ngôn ngữ nói, đúng không? Chỉ là nó được thể hiện ở dạng viết thôi. Tiếp theo, chỉ có những cái hình ảnh như sau. Hình ảnh trên, đó là hình ảnh của một người đang thuyết trình nhá. Bên dưới là gì đây? Báo cáo. Có thể là báo cáo của thủ tướng hay là chính, đúng không? Thủ tướng trong một cái hội nghị. Theo em, mặc dù đây là họ đang nói đấy, nhưng có phải là ngôn ngữ ở đây là họ đang, đúng rồi, đang nói, nhưng có phải là ngôn ngữ nói không? Ngôn ngữ viết. Ngôn ngữ viết. Nó được thể hiện ở dạng gì? Vì sao em lại cho rằng đó là ngôn ngữ viết? Trong cái buổi quan trọng như này, ta nói được. Trang trọng chỉnh chu. Đúng rồi, phải trang trọng chỉnh chu. Và thậm chí là họ phải chuẩn bị luôn một cái bảng viết từ trước, đúng không? Họ phải chuẩn bị sẵn một cái bảng viết từ trước rồi. Sau đó họ lên, họ thuyết trình lại, họ nói lại, họ báo cáo lại thôi. Thì thực chất đây vẫn là ngôn ngữ viết. Cái ngôn ngữ được sử dụng đây rất là trang trọng, rất là chỉnh chu, đúng không? Đấy, thì đấy là em cần phải phân biệt cho chị nhá. Trong thực tế thì sẽ có những ngôn ngữ nói được thể hiện ở dạng viết, và ngôn ngữ viết thì được thể hiện ở dạng nói. Bên cạnh thì cái yếu tố thông thường chúng ta nói chuyện hàng ngày thì sẽ có những cái trường hợp lưu ý như vậy, nhưng mà chúng ta phải dựa vào cái đặc điểm của cái ngôn ngữ đấy để chúng ta phân biệt. Thì đó là ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết.